Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ 6, ngày 20 tháng 9 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin Hoa Kỳ ra đòn liên hoàn cước, Trung Quốc cùng lúc 4 mặt trận. Vâng, các bạn cũng đã biết cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng trở nên khốc liệt. Và hình ảnh mà chúng ta có thể thấy trong những ngày gần đây nhất đó là việc hai bên liên tục đưa ra những quyết định ngày càng tăng rất cao mức thuế lên của mỗi bên. Và điều đó chắc chắn là ảnh hưởng rất nhiều đến cả thương mại, không phải chỉ Trung Quốc và Mỹ mà thương mại toàn cầu. Và trong đó Việt Nam là một trong những nước như vậy. Và cái thông tin mà chúng tôi xin chia sẻ ngày hôm nay đến các bạn về cuộc thương chiến này đang diễn ra, đó là việc Mỹ có thể tăng thuế 100% lên hàng Trung Quốc. Đây là tiêu đề một bài báo đã đăng trong một trang truyền thông quốc tế cũng như trong nước. Và một cố vấn hàng đầu của Nhà Trắng nhận định hiện Mỹ chỉ áp thuế quan ở mức thấp lên hàng Trung Quốc và cảnh báo mức thuế này có thể lên tới 50-100% nếu hai nước không sớm đạt được thỏa thuận thương mại. Điều đó rất cao, bởi vì các bạn đã biết với mức thuế mà 50-100% thì coi như là đóng băng về thương mại. Và đây là hình ảnh của ông Michel Bisbusi, giám đốc trung tâm chiến lược Trung Quốc tại Viện Houston và hiện là cố vấn hàng đầu của Nhà Trắng. Tổng thống Donald Trump có các lựa chọn để leo thang chiến tranh thương mại không à? Câu trả lời là có. Đây là phỏng vấn ông trong thời gian vừa qua. Và thuế quan có thể sẽ được nâng lên. Những mức thuế thấp hiện nay có thể tăng lên mức từ 50-100%. Cố vấn Nhà Trắng Michel Bisbusi khẳng định như vậy. Theo báo Swiss China Morning Post, thông tin này được ông Busby cung cấp trong một cuộc phỏng vấn ở Hồng Kông vào hôm qua, tức là ngày 19 tháng 9 năm 2019. Vị cố vấn Nhà Trắng này nói rằng những người chỉ trích Tổng thống Donald Trump đã sai nếu họ cho rằng ông Trump chỉ đang bịp bợm khi ông đưa đe dọa về một cuộc chiến thương mại dốc lực toàn tổng lực. Vâng, đây là nhận định rất rõ ràng và tuyên bố rất rõ ràng của một trong những cán bộ cấp cao của Mỹ về cái cuộc chiến thương mại và đang ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế toàn cầu. Và những cái điều ông Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông ta sẽ thực hiện và thực hiện đến cùng. Và một trong những điều đó là yêu cầu Trung Quốc phải cân bằng thương mại cũng như không được phép làm những cái việc như ăn cắp công nghệ và đem sản xuất giá rẻ và tung ra thị trường khắp thế giới và ảnh hưởng và thiệt hại rất lớn đến doanh nghiệp của Mỹ. Và hôm 19 tháng 9, Mỹ dọa tăng thuế gấp đôi lên như bài báo vừa rồi đã đăng. Và đương nhiên điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn không phải chỉ đến Trung Quốc mà cả Việt Nam và rất nhiều những nước liên quan, vì khi gia công hàng xuất sang Mỹ cho Trung Quốc thì đây là điều mà Việt Nam chắc chắn phải cân nhắc trong thời gian tới. Và đây là tiêu đề một bài báo rất rõ ràng trong của đài RFI của Pháp đăng rất rõ: Mỹ lại dọa tăng thuế gấp đôi vào đánh vào hàng hóa Trung Quốc, cũng ở bài báo hôm nay đã đăng với hình ảnh là cờ Trung Quốc và cờ Mỹ. Vào lúc vòng thương thuyết Mỹ-Trung thứ 13 để tìm kiếm một thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến thương mại sắp mở ra, Washington báo tin có thể tăng thuế đến 100% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc nếu Bắc Kinh không khẩn trương đi đến một thỏa thuận. Đây là một cái tuyên bố rất rõ ràng của phía Mỹ. Đề nghị này tung ra đe dọa nói trên là ông Michel Bisbusi, cố vấn về Trung Quốc, người được cho là có ảnh hưởng hàng đầu đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông khẳng định thêm Tổng thống Donald Trump có nhiều biện pháp trong tay để gây áp lực với Bắc Kinh, trong đó có việc tăng thuế lên rất cao với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Washington cũng sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh thương mại toàn diện với Trung Quốc. Và đây là cái kết luận của ông đưa ra. Và như vậy là chúng ta cũng phải sẵn sàng, ngay cả Việt Nam trong lúc này đang đón nhận một số cái doanh nghiệp từ Trung Quốc sang đầu tư Việt Nam. Nhưng điều này chưa hẳn đã dừng lại. Khi Mỹ nâng hàng rào thuế quan lên thì những mặt hàng đó sẽ tạo lợi thế cho Trung Quốc, đó là tuôn hàng sang Việt Nam và dán nhãn mác hàng Việt Nam đề xuất sang Mỹ. Và điều đó sẽ dẫn đến việc mà Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tiếp tục soi và kiểm tra những mặt hàng còn lại của Việt Nam sau khi ông đã tăng giá thép. Và tới đây có thể những mặt hàng như giày dép, quần áo và nhiều mặt hàng đồ gỗ khác cũng có thể bị xem xét nếu Việt Nam không ngăn chặn việc giả nhãn mác hàng Việt Nam để xuất sang Mỹ. Và liên quan đến việc cuộc chiến chống thương mại, Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong thời gian vừa qua, hai bên đã trao đổi tổng cộng khoảng 30 lần, mỗi lần ít nhất 1 tiếng đồng hồ để cố gắng tìm kiếm các thỏa hiệp. Ở đây là cái thông báo cũng do cố vấn của Nhà Trắng đưa ra trong thời gian qua. Và Mỹ tố cáo Trung Quốc tham vọng của Trung Quốc vươn lên xoán ngôi siêu cường số 1 của thế giới, đặc biệt thông qua việc đánh cắp công nghệ của Mỹ. Và hình ảnh các bạn có thể thấy đó là những buổi thỏa thuận và những cái hiệp định trước đây sắp sửa được ký kết thì Trung Quốc đã thay đổi.
đó là đàm phán thương mại Mỹ-Trung, Bắc Kinh đưa ra đề xuất chưa từng có. Đàm phán này được diễn ra vào cuối tháng 3 năm 2019 vừa qua để chuẩn bị cho cái thỏa thuận thương mại giữa hai bên. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp thuế đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc vào năm ngoái nhằm buộc Bắc Kinh chấm dứt các hành vi mà Mỹ cho là liên quan đến đánh cắp sở hữu trí tuệ của Mỹ và chuyển giao công nghệ bắt buộc. Ngoài ra, Washington muốn nâng cao khả năng tiếp cận thị trường Trung Quốc cho các công ty Mỹ và hy vọng Trung Quốc sẽ giảm bớt trợ cấp cho các ngành công nghiệp. Một quan chức đàm phán giấu tên cho biết Trung Quốc đã đưa ra các đề xuất chưa từng có trước đây, qua đó làm dấy lên hy vọng về một thỏa thuận sẽ đáp ứng được các yêu cầu của Mỹ về việc cải cách cấu trúc nền kinh tế Trung Quốc. Và đây hình ảnh các bạn có thể thấy rất rõ, cái cuộc đàm phán vào cuối tháng 3 năm 2019 diễn ra dường như rất tốt đẹp, nhưng mà sau đó phía Trung Quốc đã hủy những kết quả đó và yêu cầu đàm phán lại. Và đương nhiên với việc đó thì Tổng thống Donald Trump sẽ rất khó chịu, và ông trong thời gian vừa qua các bạn đã chứng kiến ông đã liên tục đưa ra những mức thuế rất cao đối với Trung Quốc, bởi vì Trung Quốc đã đưa ra những thỏa thuận để hai bên bàn bạc trong cuộc đàm phán đó, nhưng sau đó phía Trung Quốc đã lập tức đưa 150 trang thỏa thuận này về trở lại con số 0 và yêu cầu phải đàm phán lại. Mỹ cũng ra đòn liên tục, đó là việc nhắm vào các lợi ích cốt lõi khác của Trung Quốc về vấn đề Tây Tạng. Và hình ảnh mà các bạn có thể xem và chia sẻ ở trên một số trang báo quốc tế mà trong nước không hề đăng, đó là việc Tây Tạng, đòn mới của Mỹ nhắm vào các lợi ích cốt lõi của Trung Quốc. Chiến lược gây áp lực toàn diện phải chăng đang được chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump áp dụng để tấn công Trung Quốc? Sau các sức ép liên quan đến Biển Đông, Đài Loan và Tân Cương, mới đây Washington bất ngờ chĩa mũi dùi công kích Bắc Kinh trên vấn đề Tây Tạng, cụ thể là cảnh cáo Trung Quốc là không nên áp đặt người thay thế Đức Đạt La Lạt Ma, lãnh đạo Phật giáo Tây Tạng. Theo ghi nhận, mũi tấn công của Mỹ xuất phát từ cả cơ quan hành pháp lẫn lập pháp, với các lời cảnh báo của một quan chức cấp cao trong Bộ Ngoại giao Mỹ và một dự luật đang được thảo luận ở Quốc hội Hoa Kỳ nhằm lưu ý Bắc Kinh rằng họ sẽ phải đối mặt với sự phản đối quốc tế nếu tìm cách áp đặt tiến trình tái sinh của Đức Đạt La Lạt Ma. Ngày 18 tháng 9 năm 2019 vừa qua, phát biểu trong một cuộc điều trần tại Quốc hội Mỹ, ông David Stivel, quan chức hàng đầu của Bộ Ngoại giao Mỹ đặc trách Đông Á, đã cam kết là Hoa Kỳ sẽ tiếp tục gây sức ép để cho người dân Tây Tạng được hưởng một quyền tự trị có ý nghĩa. Và đây là điều này bài báo, và các bạn nên tham khảo những thông tin này trên những trang truyền thông quốc tế như Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, Đài FIFA, BBC cũng như Thời báo DE và một số trang báo độc lập ở nước ngoài khác, vì những trang tin tức trong nước không hề đăng tải những nội dung rất quan trọng như thế này cho người dân trong nước được biết. Và Mỹ cũng quan tâm theo dõi vấn đề kế tục và kế nhiệm, ai sẽ là người kế nhiệm Đạt Lai Đạt Ma, lãnh tụ tinh thần của người Tây Tạng mà theo đức tin Tây Tạng sẽ tái sinh trong cơ thể người thay thế. Ông Steve đã không ngần ngại nói chế nhạo Trung Quốc là muốn can thiệp vào tiến trình tái sinh này. Và hành pháp Mỹ đã lên tiếng sau khi một nhóm dân biểu tại Hạ viện Mỹ đệ đơn trình một dự luật quy định việc trừng phạt bất kỳ quan chức Trung Quốc nào can dự vào các hoạt động nhằm chọn người kế vị lãnh đạo Phật giáo Tây Tạng. Và điều này rất quan trọng, khi đạo luật này được thông qua thì những người ra lệnh hoặc là can thiệp vào công việc đó thì sẽ bị trừng phạt bằng nhiều hình thức khác nhau như tịch biên tài sản, cấm nhập cảnh vào Mỹ và nhiều cái biện pháp chế tài khác mà Trung Quốc chắc chắn sẽ phải xem xét một cách chú đáo vấn đề này. Và dẫu sao thì với hồ sơ Tây Tạng như kể trên, Mỹ đã tung đòn gây sức ép buộc trên toàn bộ các vấn đề mà Trung Quốc coi là lợi ích cốt lõi của họ. Bên cạnh ba quan điểm truyền thống là Tây Tạng, Tân Cương và Đài Loan, còn có Biển Đông mới được Trung Quốc coi là lợi ích cốt lõi trong vài năm qua. Và hình ảnh mà các bạn có thể thấy trong thông tin những truyền thông quốc tế đưa liên tục đó là việc Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Và đương nhiên với những điều đó thì Việt Nam sẽ phải cân nhắc cái hoạt động cũng như là cái hợp tác với Trung Quốc trong thời gian tới. Đây là hình ảnh mà các bạn xem trực tiếp trên trang của Bộ Ngoại giao Trung Quốc vào ngày 18 tháng 9 năm 2019 vừa qua đã đưa ra một thông báo chưa từng có. Đó là việc phát ngôn viên cảnh sảng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng việc Hà Nội khai thác dầu khí ở bãi Tư Chính từ tháng 5 đến nay vi phạm thỏa thuận song phương, trong đó có thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc, vi phạm điều 5 trong tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông và vi phạm các điều khoản liên quan trong Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển.
Ông Cảnh yêu cầu phía Việt Nam ngưng ngay lập tức các hoạt động đơn phương xâm phạm để trả lại sự bình yên cho các vùng biển liên quan. Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố các hoạt động của Trung Quốc trong các vùng biển dưới quyền tài phán của Trung Quốc ở Biển Đông là hợp pháp, hợp lý và không có gì phải phản nàn. Với những cái thông báo này thì các bạn chưa được biết, chưa được hơn 800 tờ báo cũng như phát thanh và truyền hình trong nước thông tin. Và hiện nay Trung Quốc đã yêu cầu Việt Nam ra khỏi khu vực bãi Tư Chính và trả lại chủ quyền của cho họ. Và điều đó rất nghiêm trọng mà Bộ Ngoại giao Việt Nam, Chính phủ Việt Nam cũng như Đảng Cộng sản Việt Nam không hề lên tiếng trong suốt gần 3 ngày qua. Thì điều đó đặt một câu hỏi rất lớn cho hàng triệu người dân Việt Nam, liệu Việt Nam đang đứng ở bên nào và đứng ở đâu. Và trong thời gian gần đây thì Bắc Kinh đã phải đối phó áp lực của Washington lên trên toàn bộ 4 hồ sơ này. Việt Nam không may lại cùng chung ý thức hệ cộng sản, chủ nghĩa xã hội với Trung Quốc. Nhưng hai nước này đang đối đầu và căng thẳng với nhau trên Biển Đông tại bãi Tư Chính khi Trung Quốc tuyên bố đó là chủ quyền của họ. Và ý đồ bành trướng của Bắc Kinh đã lộ rõ, hàng triệu người dân Việt Nam, các cán bộ, đảng viên, chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam và công an đã biết rất rõ điều này. Vậy Việt Nam cần phải làm trong thời gian tới đó là cần dứt khoát từ bỏ chủ nghĩa cộng sản đã lỗi thời, thoát chung để hội nhập với thế giới văn minh. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình của Lê Trung Khoa Thời báo.de từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức ngày hôm nay, thứ 6, ngày 20 tháng 9 năm 2019. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần tới. Các bạn hãy chia sẻ video này cũng như để lại những bình luận để chúng tôi có thể biết và cung cấp cho các bạn những thông tin mới nhất trong thời gian nhanh nhất. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần tới. Xin chào các bạn và chúc các bạn một ngày mới an lành.